Xin chào mọi người, mình tên là Hiền. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về du lịch và văn hóa của người Đài Loan cho người Việt Nam. Đi theo mình nhé. Chào bạn. Mình chào bạn ạ. Mình có thể làm phiền bạn một chút được không ạ? Được ạ. Bạn đã đến Đài Loan bao giờ chưa ạ? Mình chưa ạ. Nếu có cơ hội, bạn có muốn đến Đài Loan tham quan hoặc là du lịch không ạ? Nếu có thể, mình sẽ muốn đến ạ. Lý do là sao thế ạ? Tại vì Đài Loan là một nước đẹp, kiểu là mình thích đến ạ. Có phải là phong cảnh hay là ẩm thực? Ẩm hay thực là và... do con người ạ? Thế ạ? Ẩm thực và con người ạ? Mình cũng thế. Yeah. Mình cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Nếu có cơ hội bạn hãy đến Đài Loan thử, ở đấy phong cảnh rất là đẹp. Mình đã từng đến một lần. Xinh đẹp, con người gọi là hòa thuận. Hòa đồng. Mình cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Chị yên tâm đi, không lên xu hướng. Xin chào. Chẳng em phỏng vấn một phút có được không? Xin chào, mình muốn phỏng vấn một phút anh. Ok. Cho bạn ấy cũng một cái video. Mình có thể... bạn ơi, mình có thể làm phiền bạn một chút được không ạ? Dạ được ạ. Bạn đã đến Đài Loan bao giờ chưa ạ? Mình chưa ạ. Nếu cũng, bạn có muốn đến Đài Loan thử không ạ? Mình rất muốn đến Đài Loan ạ. Lý do là gì thế ạ? Bởi vì em thấy phong cảnh bên đấy và ẩm thực rất là đẹp, cảnh rất là phong phú ấy ạ. Mình cảm ơn bạn. Vâng ạ. Cảm ơn. Thôi, phỏng vấn anh em. Này, được rồi. Còn bạn thì sao ạ? Vâng. Em cứ cầm nhé. Nếu mà còn bạn thì sao ạ? Nếu mà em có cơ hội đến Đài Loan thì em rất là vui, bởi vì là ở bên đấy thì em thấy ẩm thực rất là phong phú, nên là em muốn đến thử một lần. Còn phong cảnh thì em thấy từng mùa nó sẽ có nét đẹp riêng, em rất là thích ạ. Mình cảm ơn rất nhiều ạ. Em cảm ơn ba chị ạ. Trang. Trang hỏi em đã đi Đài Loan bao giờ chưa? Chưa. Em có muốn sang Đài Loan không? Không, ở quê. Hả? Ở quê thôi. Ở quê à? Ok, cảm ơn nha. Vâng, rất cảm ơn. Mình đang giới thiệu cái văn hóa và du lịch của Đài Loan cho người Việt Nam. Rất cảm ơn nha. Bạn ơi, mình có thể phỏng vấn bạn vài câu về Đài Loan được không ạ? Ok. Bạn đã từng đến và tham quan Đài Loan bao giờ chưa? Mình chưa ạ. Nếu có cơ hội, bạn có muốn đến thử một lần không ạ? Tất nhiên là có rồi. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đến Đài Loan, tại vì mình cũng muốn khám phá đất nước mới. Nghe nói Đài Loan cũng khá là đẹp nên mình cũng muốn thử đi, nhưng mà chưa có cơ hội. Ở đó cũng phong cảnh rất đẹp. Người Việt Nam gọi là ẩm thực này, phong cảnh này, giống như là phố cung, núi Dương Minh Sơn, rất hay. Mình chào bạn, mình có thể phỏng vấn bạn vài câu được không ạ? Được ạ. Bạn đã đến Đài Loan bao giờ chưa? Mình chưa có cơ hội đến. Nếu có cơ hội, bạn có muốn đến thử một lần? Chắc chắn rồi, nếu mà có cơ hội thì mình rất muốn đến Đài Loan một lần, tại vì là Đài Loan là một đất nước rất là xinh đẹp với rất là nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như là Cố Cung và núi Dương Minh Sơn, và ở Đài Loan cũng có trà rất là ngon, nó giống như Thái Nguyên mình vậy, nên mình rất thích đến đấy. Nếu có cơ hội bạn hãy đến thử, trà nó rất là ngon, mình cũng tự thử một lần. Dạ. Chắc chắn rồi, nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đến đấy một lần để thử thức trà đấy. Mình cảm ơn bạn ạ. Dạ. Chị, em có thể làm phiền chị một tí được không ạ? Mình đã từng đến Đài Loan bao giờ chưa? Có dự định là sẽ sang bên đấy tham quan hoặc là du học bên đấy không ạ? Em có cái cô bạn trai bên đấy.